chị đâu có thổi đúng không em? Gì 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 cái gì cũng nên xin chào mọi người, mình là gì gì. Thì mình cũng rất là cảm ơn mọi người khi mà cái kết quả của nhạc chế Lọ Lem đạt được thì sau 8 tiếng đã lên được tác thủ thành, và cũng như là sau 24 giờ thì lên top mấy hả Yến Nhi? Trời ơi, em có thấy em vừa thấy một cái cảnh gì không? Oh. Là chỉ cần một cái vết, một cái vòi vào trong cái nắp. Là đây là con Lọ Lem này nó ham ăn. Nhưng mà nó ăn đồ nóng vào thì nó sẽ bị nóng. Đúng rồi mà. Ghê, ba mẹ con ngoi lên. Nhìn thấy nổi không ha? Ừ. Thì cái khúc này là ông cha đi công tác xa để cho Lọ Lem ở đây nè. Lúc này chị mặc đồ giống kiểu của mấy lính trong triều đình á. Tại vì khúc này mới sợ tại sao mà xài giấy vệ sinh không? Tại hết giấy lau nước mắt rồi cầm cụ cuộn giấy vệ sinh. Hết giấy lau nước mắt rồi phải cầm cụ cuộn giấy vệ sinh. Really nigga. Trang thì hỏi em là không biết là lần này chị giả gái em có thể xì sang không? Lần này em thấy chị giả gái hơi sự. Này sao lại cua con? Không lẽ việc cua gì hả con? Bắt đầu gì nhẹ với con nhẹ bắt nào? Làm tiếng hư, mau lẹ chân lần nha. Nhưng mà em có thấy không? Chị chưa bao giờ thấy hồi xưa mà đã có hình răng rồi. Tức tức trời vừa mới sơn lại. What the fuck was that? Cái quạt què gì vậy? Đi nấu ăn. Cách rồi cũng dễ dàng thôi. Là đổ xăng vào thân hộp bùn. Đó vậy ạ? Ủa các bạn, chị cũng không nghĩ rằng là cái lúc quay xong về nó khớp vậy luôn á. Làm món gì mà nhìn đen như cục than trên trời chơi. Dạ trứng rán bóng đêm ạ. Em biết tại sao chị lại cho ra trứng mạng rán bóng đêm không? Chị có một cái clip vlog. Rồi đấy rồi, trứng bọt biển. Đúng rồi, nó chảy xong em nó thành trứng rán bóng đêm. Chị cho vô đây luôn. Cái con xú em bỏ vào mồm nhai sau đây là nặn nặn ra hình hình cái răng, nó không ra cái răng kê con kia dạ vâng gì cứ thiên tân sao con, mày lại lấy con này lâu lâu vào tay này tính đi đâu vậy con đừng lẻ vào phòng ngay của ta này á mau xuôi xe bên kia nào này. Nhìn vậy thôi chứ thực ra là bọn chị đang phải là đánh một cái đèn ở ngoài vào cho nhìn nó đẹp vậy thôi á. Trả luôn đồ thối thà này đâu có thối thà thâm nha này con thối thà bảo người ta thối thà chị đâu có thối đúng không em? Nhưng mà thật tay không tin cứ mong người đi. Trời thôi qua đi mẹ ơi. Ừ, làn hương thơm. Mẹ đang lau nhà. Chơi cái trò ấy mất dạng. Chơi cái trò nó mua đó. Lấy cái bản nó trời dần. Nó chân sang dưới bần là sao nè. Nó mới thể hiện được cái sự kiểu điểm nhấn đúng không? Đúng rồi, điểm nhấn đúng rồi. Really nigga. Ê đồ em là đồ cái mặt thế gì á. Hài ba cắt kéo này, cắt kéo này. Em phải cầm kéo lên em cắt này. Hài ba. Nani. Kéo đi cho lắm nhô. Ê khúc này em chỉ cắt tóc lông xíu mà xém nữa chỉ cắt cả áo lông xíu. Hai con ba đúng trời. Mày đang buồn. Sai chắc con. Sao hồi nãy lúc mà mới cắt xong xả tóc mà. Sao bây giờ chạy qua bên đây. Đang chạy trong cái là thấy tóc hồi xòa quá là lông xíu mới vẽ tay lên ra sau là buộc tóc luôn. Chân bị xa không cao cạnh nào. Ok. Chiêu vu nàng này nhà vua thấy không xa kèn vợ. Rồi đấy. Ôi môi ngon vậy về đi shopping nhanh thôi nào. Đúng đây con này. Con này về nhà giúp con ta lên đồ. Không hề đúng gì ngoài đời nhé. What the fuck you. Con đi với nhà gì. Thế thôi hả. Chị mới hello thôi. Chị đã bị đại vậy rồi. Đó là mà chị hai em cái còn bị. Ờ ha. Đấy đúng rồi. Đám ta thách rồi là. Xin chào cả nhà. Hello. Thôi đừng đi, toàn đồ nóng cay thôi, ăn vào cô sẽ sùng gì, tàn thành rồi xấu xí. Nè mọi người, em
tự nhiên đang sáng trưng tự nhiên đèn nó tối lại đúng không? Là bọn chị phải là nhờ một người đứng ở đầu cái công tắc á, tắt cái đèn đi. Nhưng mà chị rất là buồn khi mà cái người đó lại không tắt được. Không cả nhà. Nông trong người ai cũng cười chê. Ê, nhưng mà không thể gặp nhìn sang ha. Eo hết cái này như kiểu không hủy á. Điều gì không? Cầm điện thoại xem Facebook. Really nè, nè. Trong cái cảnh này không có gì hết. Ủa, này cho chị tiếp cho em nghe nè. Chị lướt cầm điện thoại chị thì nghe là nick của chị đúng không? Ừ. Cái avatar bạn đang nghĩ gì? Lại là face của Hoàng Tử. Kiểu kiểu gì? Ê, nhìn không có gì mình ơi, nhìn hấp dẫn vậy. Nhất là ta phải được đi. Ta phải... Cầm điện thoại kiểu gì vậy? Đang đứng rồi, cho qua đi rồi nhưng mà em vẫn soi lại hả? Đi, ta phải quyết tâm tìm cho đường đi kiếp gia truyền. Thích hợp rồi thôi. Em thấy con cũng đàn ông chưa? Hả? Đi đâu à, thôi, Hoàng Tử ơi để em. Là sai lắm cô. Tại vì kiếm gia truyền là cái tờ nó nằm ở bên này. Ờ, nhưng mà lúc xé ra nó lại bên này nó không có gì cả. Nani. Nani nấu hoặc học em. Cái góc nghiêng đẹp đó. À, nè, góc nghiêng nè. Cái tay kéo gì vậy? Nè, cái khúc em thấy cái khúc chị bị đấm vào tay không? Không. Chị bị đấm thật lắm mọi người. Xong cái chị rơi lên nhìn khóc xong anh camera em bảo chưa thật chưa thật. Wow. Nè con gái. Cái vai tiên trong cái nhà kéo vậy làm ông hay làm bài vậy? À, tại sao mọi người lại hỏi một câu như vậy? Rõ ràng đàn ông mà. Really, tôi đã biến ra cái khúc này rồi. Trời ơi, lần đầu ấy, em chỉ tưởng là biến ta chỉ cho chị một cái cốt xe bí đỏ. Nó xịn xò. Xong cái biến ra cái xe đạp, xong cái gắn bí đỏ tượng trưng. À, tiền thiếu kinh phí đúng không? Tiền nghèo. Thì nó quay nhầm ô tiền nghèo. Nếu trước hai từ giờ con không về con sẽ phải chịu. Mọi thứ sẽ đến trở về ban đầu nên hãy về nhanh. Dạ bà ơi cứ yên tâm vì con các cốt đi tâm. Đi cẩn thận nhá sao cứ thấy lo sợ ghê ta. Thân gái nhanh nào phải đi. Nhưng mà cái nét dễ thương ha. Ồ, cái nét kể ra nhiều quá. Cái bà Tiên đúng kiểu gì bà Tiên dễ thương lắm luôn á. Không, em thì bỏ qua đi em. Cái này thì không thích thương thế nào mọi người. Lần tiên cá là cái nháy mắt. Đúng rồi đây, cái nháy mắt đây mọi người. Trời ơi, quá xuất sắc luôn. Xong lần này là cái gì? Cô không nghe. Không thì thôi. Bây giờ mình thử lại này. Nani. Cái phát quẻ gì vậy? Nó phải là như này nè em. Xin lỗi em. Đẹp trai quá thế mày đi. Da đẹp rồi. Trời mẹ ơi đi bao bao. Em biết cái khúc đó diễn ra như nào không? Hả? Ai đó. Really nigga. Ờ đúng rồi. Anh Thạch đó. Anh Thạch cầm hai cái dép pizza. Nani. Được từ 42kg còn 49kg. Nani. Một sự giảm ký có chiều hướng đi lên. Tiếp tục. Nhảy ngon ngon. Đâu ra mặt, không có mặt nha, không có mặt. Thôi, cái đùi cá. Chưa mồm á, sao phải bỏ ra liền xong cái cầm cái xương lên chứ không là chó liền luôn á. Màu xanh. Trên poster màu xanh mà nó màu đỏ. What the hell?
sẽ làm sợ mua đi. Ủa gì? Có thể làm quay tự giác còn quay đẹp hơn quay chị. Vợ ta chiếc dép này là của ta. Xuống dùng đi, thấy mà ghét. Bọn mình sẽ phải cắt dép ra luôn á. Cắt ở đây này, xong nó chú cắt bốn phía luôn ta. Xuống dùng đi, thấy mà ghê. Này con răng lên ta tìm, dép này là thuộc về con. Lại hôn thôi ta, đi đi. Ủa nhìn quen quá, ơ hay. Ôi trời nó lem đây à, nó đi vừa yên. Thì ra trên năng là ngươi đã cầm dép nhắm vào mặt ta ư. Đầy vừa mà cấp điện cái gì? Sao không? Cái câu dài quá, nhét vô cái lời thoại, lời nhạc không được. Ok. Một cái câu chốt đến từ phía anh TA. Tuy nhiên, tình yêu giống như mang dép vậy. Không phải chọn đôi nào đẹp nhất, mà phải chọn đôi phù hợp nhất với mình. What the fuck was that? Thì không biết rằng là Nhi đã kiếm được đôi dép phù hợp với mình chưa ha? À không, Nhi toàn đi giày thôi. Nghĩa là, những cái người tới với Nhi phải là những người rất là sang chảnh như một đôi giày vậy mà. Ê, chị tưởng rằng là anh Cường là một đôi giày. Cảm ơn mọi người đã xem clip tới đây. Nếu như mọi người thấy hài, hãy like, share và subscribe cho mọi người. Và đừng quên cái video cho chị cô bé Lọ Lem nhé.